Kayak dia. Gak, aku ngapain. Good. Thank you, JJ. Good. Sampai dan ke hotel. Terus tuh, kok paham toh dik bahasa nih? Paham guys, karena kita itu ngomongnya tuh pakai perasaan gitu loh. Nah, terus tuh kan waktu malam-malam tuh kan ya, aku tuh udah tidur kan, teman-teman masih live kan jam 1 tuh. Adewe iki tekone jam piro ya? Kayaknya jam 11 kalau enggak setengah 12 gitu loh, guys. Setengah 12 gitu loh tekone. Nah, Mas Adi sampai jam 1 masih live toh. Lah aku tuh udah tidur, terus waktu tengah malam kan, waktu mau subuh gitu, kan mau bangun kan aku kan ya. Di situ tuh di jendela kamar tuh ada orang berdiri. Nah, aku pikir di situ kan, aku pikir ini benar. Heh, Parto. Joko ya. Terah ongko celung. Heh, Datpila. Ganti jenenge mana? Datpila. Joko. Nah, terus kok astagfirullahaladzim. Terus kan ya abis itu tuh aku ngelihat orang tuh memang bener-bener orang. Soalnya tuh kalau semua memang bener-bener bayangan, mungkin aku mikirnya itu di situ memang bener-bener orang tuh berdiri di depan kaca. Kan ada tirai gini kan guys ya? Ada tirai. Lah itu tuh ngelihat sono tuh ada. Maksudnya bisa nerawang gitu loh ininya. Warnanya kan merah kan tirainya. Merah tapi kalau ini kan tebel. Kalau ini kan tebel kan ya. Nah, tapi masih bisa ngelihat dari sono bisa lihat, tapi kalau dari sono ngelihat ke kamar enggak bisa kan gitu kan. Nah. Jaluk juntar. Sema. Terus kan Datpila. Nah, terus kan setel. Terus kan waktu-waktu di tirai itu kan ada orang berdiri. Aku cerita Mas Adi, "Mas, tadi malam apa berdiri di depan kamarku kan gitu kan ya." Terus abis itu, aku lo live kan gitu kan. Terus habis itu tuh tadi malam tuh juga ada bilang ada yang mabok kan gitu kan. Pikiranku mumping kan. Mungkin itu cerita jenek kok ada ngono tuh dat cuh. Aku ke cerita aku nani. Nah, perlui itu guys, thank you Tantan, thank you Kiki. Nah, bar itu dong. Setelah itu kan, setelah ada orang berdiri di sini kan, itu berdiri itu tuh tinggi kan, sampai ngepan aku kan tinggi ta. Lah tak pikirin yo Mas Adi lah, pikirin ngono to. Nah, mari aku kan aku madep sini kan guys ya, madep tirai itu aku madep sini to. Nah, lah kok enek wong nangis, pikirku yo paling sopo ngono ya, hotel sisihe sing nangis. Lah kok ra eneng jari Mas Adi. Terus mari ngono
Udah itu ceritanya itu, Tuto. Ceritanya tuh mau itu tok guys, aku tidur ya. Kamar aku enak banget. Kamar Mas Adi. Kesini kamar. Boh, kamar Riko ya Tuan Pila. Terus sana tuh, sana sama sana ada kamar lagi. Mistis deh. Parah nih. Heh, tuan kelakuan deh setan setan. Dingu dingu dingu. Kak. Ora, kira tak udah nih rongku dok. Wes. Kalau udah tahu kan guys, kamarnya tuh banyak. Come on. Cek guys. Ke Abdul ada di paling. Dingu. Gimana sih kalau tak sampai tuntunan dan Okay. Bye bye. Aku rasa rumah padu. Gak bisa aku lanjut HP nih. Deliknya nih siapa yang pake itu. Mbak mas, gak ngerti aku. Napasku entek lo dat. Astaga. Ani terima kasih. Cik Micin. Ani, come on. Terima kasih Cik Micin. Aku nanti pengsan loh. Pernah buka HP nyadet enggak? Pernah. Dan aku gak jawab HP nih kono. Come on Cik Micin. Come on Cik Mai. Come on siapa ini? Come on Ani. Ani Jia. Come on Cimicin. Ya pokoknya ceritanya itu horor. Terus aku mau cerita masalah yang di tebing ya guys ya. Aku kurang puas tau. Lah aku waktu kemarin tuh di. Wih siapa iki? Harta Karun guys, Harta Karun. Come on Nica. Kan aku kan aku keprengnya Dad. 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 Aing Dad. Unuk. Aing Dad. Tolong aku. Aing Dad. Aku lelah. Aing Dad.
Dad, ay! Ay, Dad! Unang! Aku capek. Unang. Aku mau kupo. Oh, iya. Oke, guys. Naga. Come on. Terima kasih. Mah aku ngeprank. Aku sama pot nanan tau. Wih, thank you Ani, come on Ani. Come on Ani. Tata tata. Na. Một phát đá là toang bây giờ này. Vừa vậy. Come on Ani. Dad. À. Nè. À. Nào. Bị lộn này. Lộn nào không? Cảm ơn anh đi. À, Dad. Dad đây đây đó. Đăng. Đăng to. Lô cả ngôn đồ. Cảm ơn chê chê. Thank you mọi người. Lên. Lên nhé. Lên. Ừ. Apa? Là sao nó đã nó đã tỉnh chứ coi có thể đi có thở. Kena anda sedar. I'm sorry. I'm sorry nhé. Nhé. Thôi bà nghịch ít thôi bà nằm xuống mà. Nằm rồi. Nghịch ít thôi. Này, ngồi đây. Bagi kasar suara aku. Jangan kere. Apa yang nào? Nào. Nhanh. Apa tó? Nghịch ít thôi. Đấy thôi đừng ngồi. Cảm ơn Ani. Thank you Ali. À, ngồi đấy mà like nhá. Ngồi im đấy. À ngáp đi kìa. Nằm xuống. Pichetti. Nằm xuống. Pichetti. Nằm xuống. Pichetti. Quay nà. Tangan lo đâu. Cái gì? Mày còn hai tay, hảo thật. Với nà. Aduh, aduh, bantu. Chỉ là cái giả là rồi. Iki cuma nih kamera tok ya guys ya. Asli nih ora. Tidak tok guys. Hei. Uyoy. Thank you JJ, thank you Cik Micin. Ada kri. Nah. Mau krek mati ya aku. No. Itu. Jangan lah. Itu.
Gak, aku ngapain. Good. Thank you, JJ. Good. Sampai das ke hotel. Aku iso dhewe. No. Không được không. Bỏ tay để xuống không. Không được không. Thế tao, thế là cái gì à? Biết đâu, cực tình à cô. Sẽ. Nè. Không được không nha. Sướng không? What? Hình cái này gãy xa. Gãy xa hình này. No. Good. Apa lagi? Potek. Lagi nyapa jawabannya gue. Gini lo guys, gini lo. Aku jahat banget. Nên là mất thời gian. Đây này, bắn quả tim, đây bắn quả tim này. Quả tim phải không, quả tim phải to. No, tim này bé quá. No good. Này, good. Nghe đây là sao này? Cậu nghe mà khi bán chạy á. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Không hiểu. No. No. Muslim no. Xin cho nan nan ya. Allahu Akbar. Đi ngủ nhé. Ten. No, em đi. Malah lucu gak? Dia enggak tahu ya, jangan dihujat teman-teman. Ngakak aku. Iya. Belum maghrib guys, jam belum azan soalnya. Nunggu azan dulu. Belum azan, sini belum azan. Nunggu azan, deket masjid kok. Sini deket masjid, sampingnya masjid. Kan rumah Akil. Waalaikumsalam. Azannya jam berapa memang? 18. Sehat selalu ya, amin. Belum azan soalnya sini. Hei, nama baru tekan Dylan.
Patu. Apa? Lucu nih kalau ada koi. Lek koi lagi teko. Koi kembali. Koi sik tunggu pentol nih, Mang. Nok kene wis adzan. Belum guys, ini deketnya masjid kok nanti kalau adzan kedengeran. Apa koi? Ini ya, halo. Sana. Kok berarti kan ditak? Mana sih tak kok hiu kuai dong? Ya Allah, saya keblek. Tosan. Mana kau tosan rồi? Mà aku kena ada khona aku kan lipenan. Mana tahu di mana tahu di. Nha, người mình tắt cái này mọi người nhớ theo dõi kênh YouTube của mình nha. Aku kok ngene-ngene terus lho. Kok imben nih terus ngono kuwi to. Tosan. Mày đang làm gì? Livestream? Son. Son đâu? Nhìn con này, nhìn giống con chết trôi không? Ra con thập. Đâu Son nhanh lên. Đâu rồi? Cái dụng cụ tôi Son đâu rồi? Mày đợi đấy tao kiếm. Nanta. Đây chỉ đi print mule tao có máy ở ngôn quỷ. Đây. Nhanh lên. Nó cầm lại cho. Lại hồng cánh sen, lại hồng cánh sen. Mày cứ hồng cánh sen hoài á. Nó sốt mấy bia rồi. Nhanh lên. Còn son nó khác nữa. Red đâu? Red. Này. Nhanh lên. Hai màu mày bảo là mày giữ lại cái hồng cánh sen để mà mix thì đấy. Nhanh lên. Nhanh cho giống con người đi. Mầm đi. Mày mầm cho tử thế không? Mày có mầm ngưng ngưng lên. Thì nó ăn tô kế. Nhanh lên. Ô tô kế cái gì? Tô nhanh lên. Tô nhanh cái môi đi. Dập cái môi thâm đi rồi nói chuyện. Nhanh. Ủa gì cơ là. Rồi tấn bích chưa? Rồi cái gì đấy? Con này ngu thế nhở? Giờ đi. Sao vẫn xấu vậy? Vậy sao vậy? Tao vả vỡ mặt bây giờ. Vậy kia tao có tổ son. Trời ơi, ok. À, để. Mọi người cho con nhỏ này một xin một follow đi mọi người. Tổ son. Có phần tổ son. Coi 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 happy coi happy đấy happy tao son đó tao son happy tao son tao son cái kia kia mạ có lòng ngerti nó từ lâu này nè mày tôm lên của bôi kìa đó là nè mày tôm như thế để lúc mày về Việt Nam người ta tưởng mày là như kiểu con chết trôi á hiểu không có mặt quỷ gì. Ngay cả tao dùng tao đăng clip mà mày tao cũng phải chỉnh up lên cho edit nó to son edit make up ok nó to son edit có son luôn thôi má mày nghĩ là để mặt bộc mày nghĩ là để mọi người nghĩ này mình nói với mọi người nghĩ là mình lúc mà mình edit đó bảo là nó to son mình có edit không mình edit luôn nhá edit son luôn rồi chứ còn thực sự cái môi của nó không có thâm nhưng nó không có tô. Nó nhạt như con chết trôi á. What the hell? Mọi người hiểu không? Money chicken. Yang mana kui kai? Teka lo. Tak kabi hati siapa ni? Ya. Nhìn này. Đã là dùng app rồi đó. Ngangun lo di edit. Ya tutorial mengedit. Oke. Okay. Rana lipenan kok. Nah.
Son này có son luôn rồi nhá, mà mình đăng lên chửi nó là mình vẫn cho nó một lớp son rồi đấy. Đâu son đi lên. Có gì tao con nè. Thêm ngày buồn biệt. Ok. Dù biết cho anh Đạt ơi. Ơi. Anh Đạt ơi. Vidia. Vidia là vợ của ai? Là vợ. Của ai? Của ai? Không biết. Anh mua củ đấy nha, mẹ lấy ra đấy. Vidia là vợ của ai? Vợ của anh nào? Anh Đạt. Là vợ anh nha. Khôi. Khôi à? Bùi nhôm cho em này à? Khôi. Xinh. Good. No good. Good. No good. Khôi. Thụi luôn. Tí thụi nhá. Tí xử nhá. Nhá xử Khôi nhá. Anh Khôi ơi. Anh Khôi. Cái anh buồn khỏi anh bằng không? Ê! Đợi một tí, đợi một tí. Lái cám đặt ủi đẹp lắm. Nào ai được đẹp không mà biết. Các ông rủ các nhau đi quay một mình thì... Quay đi xe máy kinh lắm. Khôi là ngôi, sao là một. Đúng. Video này. Tao thách đó, tao thách. Thách, anh thách gì? Bây giờ anh thách gì? Quay, coi cho anh đi, đây này. Không quay, không được quay. Mày có im không? Mày có lấy clip không? Mày quay cho tao. Đéo, đây quay. Không làm gì nữa. Ờ đấy em cứ nằm đây. Quay đi, nhanh lên. Quay đi. Rồi, anh nằm đi, anh nằm đi. Đừng có tắt nha. Ừ. Cút đi phòng của tao. Mày về với vợ mày đi. Yeah. Ê! Nó tao làm cái gì? Nào. Nào. Mama. Mama. Coi cái thằng nó nó. À, ôi sao mày chết đi con rồi. Tu. Hả? 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 Chơi cẩu. Đừng lấy con người đi nha. Đừng lấy con người nó. Thang. Em. Thang. Hả? Nó củi mà thang được không? Thang được. Ừ, hai bên thang được, ok. Được đi. Ngon. 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 Anh đi không? Ôi anh xài em đấy. Anh đi không? Anh xài tôi. Anh đi không? Anh đi không? Dây dây của anh, dây của anh, dây của anh. Đừng. Đây là dây của mình, không được ném. Ya udah guys, aku tinggal sholat dulu ya. Dadah. Isi di Bali tau. Jadi Masa sih? Hah?
Và anh đã cố giữ lấy em đến cuối cùng. Và ta đã cố gắng bước. Tại vì anh không tưởng anh biết gì cả đó. Con Vi đang like, đừng nói linh tinh. Con Vi này. Bây giờ Vi này, nick mày Vi. Đã, anh đang cầm máy like. Dạ. Thank you. Nếu hôm em đi đi trái tim này buồn biết mấy. Nên là mình sẽ đăng cái clip đánh nhau trước hay đăng clip bắt tô son mọi người? Đăng clip đánh nhau hay là clip tô son? Chết rồi, chết như thường à. Lấy hết tiền rồi à? Hết luôn. Video hết mạng rồi. Hết luôn. Hết mạng rồi. Giờ sẽ lại xem lại xem. Ừ. Điện thoại của video đâu nhỉ? Đây này. Rất mất thời gian. Rất là mất thời gian nhé. Cô ơi. Video. Cô. Video. Video sao lại nhé? Hả? Video sao lại nhé? Hả? Đi ra. Rất mất thời gian. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Đi ra ngoài. Chui vào đem gì? Ăn cái mạng. Mạng tí nữa. Sao ăn mì tôm rồi? Thì anh đi đó anh ăn tí mình đi ăn thì, mà. Thì tao hỏi. Mày thắc mắc. Thì anh ăn thì anh pha đi mấy
bao nhiêu. Tao hỏi sao ăn mì tôm rồi chứ thì tao đói thì em ăn. Chả bảo là đói thì ăn còn gì nữa cơ. Mày thích gần nhờn đâu. Tao kẹp nách đó. Mày nhìn tao, mày lườm tao, tao móc, tao vổ một phát. Anh có tin em bổ vào cái điện thoại và kính anh không? Thì mất tiền mày thôi. Mất tiền thì kính anh hỏng chứ em sợ gì. Cái gì đấy? Khuôn điện ảnh là ăn tốt mẹ mày lại mô tô nên là hơi phí. Ê chà, thật tiếc tiếc. Cái thằng tiếc tiếc này mày làm cái quái gì vậy hả? Cái thằng tiếc tiếc. Chết tiệt. Tiếc tiếc. Ừ, anh bị tiếc tiệt. Tao tiếc tiệt. Ây, con này nứng rồi hay sao ấy? Cứ bóp vú mình. Ây, ai? Nào. Bia. Bia biết rồi, Bia nó xem là anh đang nghe kìa. Cái thằng chích tích nên mà quý như vậy hả? Quay quay, mấy cái shot của em đâu? Ừ, em mở hơn. Đấy, mấy cái shot đó cũng được. Sao mấy cái Apple hả? Ông quay mấy xuống mà. Không xuống lắm. Đấy, đấy, đấy. Bắn hết sang đây. Đang ở khách sạn chứ ở đâu nữa mọi người. Đang ở một nơi mà tất cả các dân chơi không biết. Có dân chơi biết nhưng mà. Dân chơi nào biết? Mày lộ địa chỉ xem có biết không? Nộ thì chả biết. Đang ở Ubud mọi người ạ. Mồm thì bảo nộ địa chỉ ở xem biết không, xong mồm lại quạt. Thì dù sao cũng biết thôi mà. Đang ở đồng lúa, ngày mai quay cảnh đồng lúa mọi người ạ. Rất mất thời gian. Quay lại Ubud một chút, một chút. Một chút thôi. Nên là hơi lạnh một anh chút. Anh vẫn yêu. Thì mình thay đổi. Nói nhỏ cho anh. Vì nó không chưa. Chờ năm nghỉ mạng hết mạng rồi, khó dùng được. Mạng thì làm gì có tiền rồi mà. Hả? Xe không gọi không gọi xong cái gì. Yeah. Yeah, Happy. Happy. Handphone đặt. Đi mà xin táo. Có ai điện. Mà chụp lại đúng rồi. Mọi người đừng bao giờ hỏi Đạt là bao giờ về nhà Vi, đừng bao giờ hỏi Đạt. Mọi người trước khi mình đi mình đã nói rồi, hành trình của mình sẽ cập nhật ở video. Nên là Vi. Vi, handphone đặt. Ok. Bye bye mọi người. Mọi người.
lấy mất đi mọi người. Lỡ, có ma tí. Thank you, mọi người. Sopir mau kenanya. Mukena. Surabaya hadir. Halo, mending kita solawatan aja yuk. Kita solawatan. Kalian pada keluar, solat, solat, solat. Bali hadir. Halo Bali. Halo mọi người. Well, how are you?
Ntar guys, aku masih masukin. Ya Toiba, ya Dawala, ya Ana, istakenale, wala hawa nadana, wala hawa nadana. Ya Toiba, ya Toiba, ya Dawala, ya Ana, istakenale, wala hawa nadana, wala hawa. Boleh boyo baper nih. Baper terus. Kon nek tidak sesuai kenyataan nangis. Kon rabi karo iki, kon rabi karo kae. Anakmu ya. Cek kesel aku. Gimana enggak baper? Lah terus aku kon piye guys, nge-live aku nyapo? Kan netizen dek, makan e. Huan nuru ya dil a. Bagus kok. Nyanyi single dewe. Enggak ada yang nyiptain aku lagu gitu tadi. Tak nyanyikan. Nek suaranya apik tadi. Aku tak ndelok laguku dhewe, gak laguku ding. Terima kasih teman-teman. Aku Vega, umur aku 29 tahun dan aku udah jadi nasabah.